chùa Hoàng Ân á, gắn liền với sự tích, sự tích của cái giếng bà. Nói mấy trăm năm trước có hai ông bà bá hộ vô chùa cúng đất và xin với hòa thượng cất một cái chòi trong khuôn viên chùa để ở, đất rộng minh mông vậy. Rồi mỗi ngày á, mỗi ngày hòa thượng đem cơm cho hai ông bà ăn, và đằng đẵng như vậy là 5 năm. Một ngày nọ hòa thượng đi vắng, bảo ông đạo mang cơm ra chòi, thấy gì đừng nói. Thì ông đạo mang cơm ra không nói, nhưng mà nhìn thấy hai ông bà bị cùi á, mới quay lại như là phun nước miếng. Hai ông bà nghĩ tuổi thân mình bá hộ giàu có, đem thân vô chùa, chẳng may bệnh hoạn, cực lòng hòa thượng đạo chúng khinh chê, nên hai ông bà trầm mình với cái giếng này. Và 3 ngày sau á, hòa thượng về thì hai ông bà đã ra người thiên cổ rồi, hai ông bà chết rồi. Hòa thượng rất là thương tâm, mới đi quanh cái thành giếng thì thấy ngón tay ngón chân rụng lại. Hòa thượng mới thỉnh ngón tay ngón chân đem vô chùa phụng thờ ở trong chánh điện. Hòa thượng di chúc đệ tử nữa, ai đến nhận thì con cho. Nói xong cái hòa thượng cũng viên tịch, hòa thượng mất luôn. Thì một thời gian sau á, có thái tử công chúa nước Tàu qua, thấy cái tháp thờ hai ngón tay, ngón tay ngón chân, mới hỏi. Thì thầy trụ trì hiện tại á, thầy mới kể chuyện là ngày xưa có hai ông bà bá hộ vậy đó. Thái tử công chúa nghe làm như nhớ lại cái tiền thân của mình, mới quỳ xuống đảnh lễ 3 lễ và xin dỡ cái tháp lên, nó cầm cái ngón tay ngón chân so vô bàn tay bằng chân mình. Tại vì thái tử công chúa mỗi người cũng cục một ngón tay ngón chân, thì lạ thay khi mà so cái ngón tay ngón chân mà trong cái tháp vô, thì ngón tay ngón chân nó khắn chặt vô bàn tay. Thái tử công chúa rất là mừng, trở về Tàu tâu với vua cha. Vua mới sắc phong chùa là Hoàng Ân. Hoàng Ân là ân điển vua ban. Và mỗi một tháng như vậy, như ngày rằm mùng 1, gạo dưới giếng nổi lên. Và một ngày nọ, gạo nổi nâng tượng bà nửa người dưới giếng lên. Đó, ngày xưa. Bây giờ những cái người mà 50-60 tuổi bây giờ á, nó cũng nhớ lại hồi đó là cũng lợi cái giếng này nè. Vớt gạo nổi lên á, cái ta làm tương. Đó, thành ra đây là một cái chùa di tích lịch sử. Còn Phật tử quay lại nhìn mình thấy nắng chiếu xuống, nước phúng lên, thì khi có nắng nhiều có một cái dòng ngũ sắc, mà một chút xíu nữa nắng á, nắng trưa thì nó có một cái dòng đó, theo nói là khúc xạ ánh sáng. Nhưng mà đây là một cái điều lạ, khi nắng chiếu xuống á, nắng gắt á, thì mình thấy có một cái dòng ngũ sắc chung quanh cái hồ. Và cái cây dầu ở ngoài trước cũng vậy, cây dầu cũng đó. Bây giờ nhìn á, nhìn ánh thấy có một cái đường vòng nó giống như dòng ngũ sắc nha. Ngày nào cũng có rồi sư cô. Bây giờ đứng đây dòm nè, nắng đây nè, đây nè, mình thấy nè, thấy không, có một cái dòng, thấy không? Thì nắng chiếu xuống, nước phúng lên á, mình sẽ thấy một cái dòng. Đó, giờ dòm thấy nghiêng qua nghiêng lại thấy nè. Thấy không? Có thấy, con thấy. Thấy ánh lên nè. Cái hơi nước bay lên đó rồi nó có cái dòng mà không rõ lắm, nhưng mà có đó cái dòng. Mà trưa nắng gắt thì cái dòng á. Đó, chỗ này thấy không? Phật tử nghiêng qua nghiêng lại là thấy nè, đây nè.
thấy không? Đó có cái, có cái dòng, cái dòng như đó, thấy không? Dạ, dạ, con thấy. Giống như thấy. Cái dòng dạ, dạ. Ngũ sắc á. Mới lên thấy cái, thấy mà canh canh đó, đó đó dùm kỹ chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Đó, này. Đây nè. Ngay chỗ cái gốc đó đó, ngay chỗ gốc đó, ngay đó đó. Thấy chưa? Dạ dạ, chỗ chỗ đó đó giờ đây thấy được hai ba màu luôn, giờ dòm về nè đó, làm như cái màu, một mấy màu vàng lợt với cái màu xanh với cái màu làm như màu hồng đỏ đỏ, đỏ, đỏ. Thấy không Phật tử, thấy không? Đúng. Nghiêng qua nghiêng lại mới thấy. Mà cái giấc nắng, cái giấc chiều là không thấy nữa, không còn nắng nữa, không thấy. Đó đó đó, vậy là thấy đó, đó dòm ngay đó. Mình phải nghiêng qua nghiêng lại vậy nè mới thấy. Rồi cái nước giếng bà rất là trong. Bây giờ nói sư cô Huệ Thương nghe nè, không có Phật, không có thời gian để cho chim bái tóc Đức Phật. Mình đâu có thời gian, phải sư cô Huệ Thương nói chuyện. Chim chim bái tóc Đức Phật là múc cái nước giếng bà lên, thấy không? Cái mình kêu gọi là khúc xạ ánh sáng, thấy rõ luôn đó, chỗ đó đó, ngay cái góc đây là ngay ngón tay chỉ đó 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 đó, đó nữa đó, nó thấy không? Phải ừ, nghiêng qua nghiêng lại mới thấy. Thấy đó. Đi ngủ là xin phép sư phụ đi đi mấy dạ. Cô ơi, rồi rồi dạ. Không có một cái chùa nào mà có được cái cột thu lôi, cột chống sét nhà nước xây để bảo vệ cây dầu, bảo vệ cây dầu 2010 thì 400 mấy chục triệu, rồi 2016 làm cái đường lan truyền 350 triệu, nữa là 750 triệu để bảo vệ cây dầu trên 300 năm nè. Bây giờ năm chú nào, năm người Phật tử lại ôm xong hết cái dầu. Cây dầu này là trước giải phóng có cái ông gọi là ông Chính Cải, ổng mới vô trong chùa, ổng thấy cây dầu, ổng nói cây dầu này bán có giá lắm. Ổng mới lấy cây búa, ổng giá ba búa vậy nè. Rồi ba ngày sau cái ổng học máu ổng chết. Rồi một tháng sau có một cái người đó là đạo Công giáo vô mới hỏi mua cây dầu, thì sư cô trụ trì trước đồng ý bán cây dầu. Thì ông này ổng đi xe lam, cái bằng lam rô á, xe ba bánh á, lam ba bánh á, đi ra tới chợ Cù Lao tự nhiên á, lật cái xe ổng bị gãy chân. Thành ra người ta rất sợ. Mà thầy á, cũng thử cách nay chừng 9-10 năm á, đi qua bên Mỹ á, thấy có những cây đèn nó rất là đẹp ở Florida đó. Cái mới hỏi này bán ở đâu. Cái người ta nói mua tại Việt Nam đem qua Mỹ. Cái thầy về, thầy mới cột những cái lên tuốt lên cây dầu luôn. Rồi cái ông thợ điện, ổng nói là nếu có dàn giáo thì làm cao lên trên được. Thì trong lúc mà làm như vậy, cái ông nói sẵn như vậy mé nhánh luôn đi, có cái dàn giáo á, thì cái thầy mới thử. Quệ Thương biết không, thầy thử, thầy không cúng gì hết, không cúng. Rồi cái mấy ông thợ 12 cái dàn giáo, ổng leo lên á, ổng mé dánh dầu. Cái bữa sau là ngày 14 tháng giêng á, thầy đi họp ở đài truyền hình á, đi sau nghe cái lưng nó đau cái lưng. Rồi chiều về nhà đó, sáng rằm ngủ thức giấc là không có đi được. Ba bốn cô ni phải vô đỡ thầy đi. Mà thầy bị như vậy là nửa tháng, là ngày rằm xong cái ngày 16 thầy mới bông đèn đáy cây ra, ngày thầy mới sám hối ra cái dầu. Thầy khấn thọ thần xin từ bi quan hỷ tha tội cho con, tại vì con thử, con không cúng, con mới bị giật, thì con mới thấy cái sự linh thiêng. Cái cây to lớn thì có thọ thần á, con mới biết sự linh thiêng. Chứ nếu mà con cúng đàng hoàng, con đâu có thấy gì đâu.
mà nửa tháng là đi đứng gì khó khăn lắm, mà vô nằm là phải có người đỡ xuống, rồi ngồi dậy có người phải đỡ lên nữa, thành ra cái rất là linh. Mà Phật tử có thấy có cái cây dầu nào mà đẹp vậy không? Mà người ta làm cái cột chống sét 750 triệu bảo vệ cây dầu. Mà nếu mà thí dụ như những cái người tư nhân, khách sạn, công ty gì đó, người ta mà làm cái cột thu lôi, cột chống sét bao nhiêu triệu mình nói, còn này 750 triệu thay vì mà giúp cho nhà chùa 500 tỷ hay tỷ tu bổ chùa mà xây cái cột chống sét á, trời mưa đó, mỗi lần mà lúc trước không có cái cột chống sét này, trời mưa cái là cái nhánh gãy xuống, rớt xuống nguy hiểm lắm. Đó, hôm nay sư cô Huệ Thương dẫn Phật tử đến đây là một cái ngôi chùa di tích lịch sử. Mà nãy thấy cái tượng Quán Âm không? Tượng Quán Âm đá dạ quang. Đá dạ quang mà là hấp thụ ánh sáng, thì khi mà trong bóng tối thì đá lại sáng lên. Cậu nãy cậu thợ cậu này có thấy không? Thấy tượng Quán Âm nè. Vô một phút rồi ra. Cậu này vô đi. Một mình cậu này vô. Vô một phút đi. Cái đèn pin đâu cô Liên? Cái đèn pin nãy đâu rồi? Đây đây nè. Tắt đèn hết đi, tắt đèn hết. Khoan, đợi chút xíu em sẽ thấy. Tắt ba ngọn đèn. Cái một tuần trước ông thầy ông cúng cho cái tượng Quán Âm này là ở miền Bắc, ông tìm ra trên núi Tản Viên, đi lên nữa. Thấy không? À, sáng rồi, để về sáng rồi sao cô? Đó, thí dụ mình dội đèn vậy nè, hấp thụ ánh sáng. Hấp thụ ánh sáng mà khi tắt rồi á thì mình là thấy một ánh sáng. Sư cô tắt bóng, sư cô tắt. À. Ồ, sáng luôn đi. Rồi thôi, chúc ăn khang thịnh vượng nha. Dạ, cảm ơn sư cô nhiều nha. Dạ, cho con đi chứ. Nói em nghe nè. Tại không có thời gian cho thỉnh tóc Đức Phật á. Tóc Đức Phật ra cái dĩa, tóc ngước lên ngước xuống, ra cái chén nước là thầy cũng. Rồi con xin phép nha, giờ đi theo đoàn sư cô. Dạ dạ. Ồ dạ. Dạ rồi con xin phép rồi, sư cô nha. Dạ chúc nha. Sư cô mạnh khỏe nhé sư cô. Rồi.